cái khoảng thời gian mà tôi được chung team với Đạt Còi ở Siêu Sao Toàn Năng mùa 4 thì mọi người cũng biết rằng là tôi là đi trợ thủ đúng không? Và cá nhân tôi cũng đã được Đạt Còi chia sẻ khá nhiều về vị trí này, làm sao để có thể di chuyển ép đường công trình cho nó hiệu quả. Rộng hơn thì ngoài cái vấn đề kỹ năng cá nhân đối với một con tướng thì người chơi trợ thủ cũng là một vị trí mà gây áp lực rất nhiều cho đối phương. Ở video này thì mình sẽ không nói cụ thể về cách combo hoặc là cách lên đồ mà sẽ tập trung vào các tình huống đặt nặng tính nhạy cảm. Như anh em cũng đã thấy trên video, team mình đã tranh chấp thành công mục tiêu lớn là con rồng rồi, và cái lối di chuyển của team đối phương đang muốn ép thì mình về khu vực trụ đường dưới. Với việc Iggy vừa nhận được lượng giáp đến từ chiêu 2 Kret, trong khi đó Kret sắp sửa lên level 4, mình sẽ mở giao tranh luôn với tốc biến, vì lúc này Kret không còn chiêu 2 và cũng chuẩn bị lên level 4 mà thôi. Cá nhân mình cảm nhận thấy ở thời điểm hiện tại rất ít các con tướng trợ thủ dạng búp, hầu như là sẽ các con bài kiểu dạng mở giao tranh như Thane, Kret, Lambua hoặc là Badum. Người cây cũng vậy, nên là yếu tố nhạy cảm để mở một pha giao tranh là vô cùng quan trọng. Pha này thì mình đứng lên cao một chút để đẩy Stuart về và cho Phoenix một khoảng trống đủ lớn để lấy trụ, nhưng mà thủy thần được bật thì mình sẽ lùi về nhá. Tiếp tục quay trở lại với quân lính thứ hai thì lúc này Iggy đã phải đả xuống rồng để hỗ trợ khả năng phòng thủ rồi, nhưng vì là chiêu thức khống chế duy nhất của vị tướng này vừa được dùng hụt, tôi thấy khá nhiều anh em mà đánh hỗ trợ mà muốn lấy công trình thì toàn giữ vị trí kiểu như Phoenix ấy, thì mid đối phương là bất kỳ một ai thì dễ dàng xuống để cười lên lính mà thôi. Anh em cứ đứng vòng hẳn ra sau trụ, điều đầu tiên là để lấy tầm nhìn xem là bên kia có mấy người xuống, thứ hai là cho đối phương biết là tao đứng ở đây này đấy, mày ra đép đi, tao sẽ ulti và mày sẽ đẩy mày về. Ở tình huống này thì tốt team mình đang có một góc đứng khá đẹp để có thể tiếp cận được dàn chủ lực ở phía sau, nhưng mà thằng Iggy nó tỉnh quá, thành ra là ông cóc combo hụt. Kret ngay lập tức sẽ kích hoạt thủy thần ngay khi mà Richter hết thời gian hiệu lực của chiêu cuối. Mình vẫn sẽ là cover cho team lùi về mà thôi. Gina lướt chiêu một lên nhưng không có mục tiêu, có nghĩa là một đi là không về luôn đó. Ở tình huống tranh chấp tà thần này thì Kret đang đứng khá cao để lấy tầm nhìn. Tình huống này thì kẻ địch có lẽ chỉ ở sau bùa đỏ mà thôi, nhưng mà sao mà lên hỗ trợ kịp được, nó khiến cho việc trợ thủ đối phương bị cô lập. Mà lúc này thêm hai chiêu cuối nữa thì cũng cúc mà thôi. Hiện tại thì đang là team 5 và người chơi có mức rank cao nhất trong đội hình team mình là 70 sao. Nó chưa phải là cận thách đấu hay là thách đấu gì cả, nên là người chơi ở bậc danh này thì chưa có tham minh được thời gian hồi tốc biến. Mà cái con thê này mà không tham được cái thời gian hồi tốc biến của nó thì thực sự luôn anh em, cái con tướng này vô cùng khó chịu luôn. Nó giống kiểu là cứ tìm góc me 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 trong flash chiêu 2 xong đẩy về. Để lùa sang bên phía của ông nhà tôi, lùa sang bên phía của ông nhà. Đấy tôi lùa sang ông này. Khó chịu liền. Thêm một cái điều nữa là với chiêu cuối của vị tướng này, có thời gian hồi cũng khá là nhanh thôi, nên là Excalibur thì cứ dùng để cầu máu thì cũng được nha. Nên nhớ là sát thương của chiêu cuối này không cộng với sát thương vật lý, nó sẽ cộng sát thương theo phần trăm máu của Thane. Càng nhiều máu thì đam càng to, nên là mấy idol top top bỏ ngay mấy cái thói quen là Thane full đam đi nhá. Game đấu thì đương nhiên là với cái thế ép như vậy chắc chắn sẽ kết thúc ở đây. Những anh em nào muốn mình làm thêm về các vị trí trong liên quân thì cứ để lại comment ở đây nhá. Mình chỉ đi được 3 lane là mid AD support thôi, còn top với rừng thì hơi kém, phải nói là không biết chơi luôn. Bye bye anh em, hẹn anh em ở những clip lần sau nha.